Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn chúng ta đến với một số tình huống liên quan đến luật gôn khi chúng ta ở vị trí phát bóng trên tee box. Ở đây có một số tình huống mà ngay cả các golfer chơi gôn đã lâu rồi, có kinh nghiệm rồi và đặc biệt các golfer mới chơi cũng hay thắc mắc cũng như là có một số hiểu nhầm không đáng có giữa các bạn chơi trong nhóm. Đầu tiên đó là việc chúng ta cần xác định vị trí chúng ta được phép phát bóng. Vị trí phát bóng theo đúng như luật gôn quy định đó là chúng ta sẽ được phép đặt bóng ở bất cứ vị trí nào trên tee. Dựa vào hai marker, chúng ta có thể đặt bóng lùi về đằng sau tối đa 2 gậy. Trong trường hợp này, trên tee xanh ở đây, tôi sẽ được phép đặt bóng ở trong bất cứ phạm vi nào trong khoảng cách 2 gậy lùi về đằng sau, ngang sang và sang kia. Vậy thì khu vực phát bóng thực ra rất là rộng và chúng ta nên tận dụng điều này. Tại vì trên tee box là nơi duy nhất chúng ta được phép lựa chọn vị trí chúng ta đặt bóng và xuất phát. Và đây là vị trí duy nhất trên một hố gôn mà chúng ta được phép làm việc đó. Chúng ta đồng thời có thể song song đặt bóng vào một vị trí ở trong khu vực vừa nêu trên. Và thực hiện cú phát bóng ngay cả khi đứng ngoài khu vực đó. Thế nên tại sao đôi khi chúng ta thấy các golfer chuyên nghiệp họ thường hay đặt bóng rất sát vào một trong hai bên. Tại vì đặt bóng về một bên, giả sử bên bẫy nhiều hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ xuất phát theo hướng ngược lại nhiều hơn và vì thế xác suất đi vào bẫy sẽ ít hơn. Một điều luật khác nữa mà nhiều golfer cũng hay mắc phải đó là khi chúng ta đã vào vị trí rồi và chuẩn bị thực hiện cú đánh thì vô tình gậy tiếp xúc với bóng và bây giờ bóng rơi xuống khỏi tee. Nhiều golfer vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt buộc phải tính một gậy và đánh tiếp từ vị trí tiếp theo khi bóng đã rơi xuống khỏi tee. Tuy nhiên theo đúng như luật gôn quy định thì bóng khi được đặt ở trên tee chưa được coi là bóng đã vào cuộc chơi. Bóng chưa vào cuộc chơi đồng nghĩa với việc là khi bóng rơi xuống khỏi tee sẽ không tính một gậy và chúng ta sẽ được phép đặt bóng lại trên tee. Một trường hợp khác nữa mà nhiều golfer cũng hay gặp phải đó là khi chúng ta vào vị trí đánh, chuẩn bị đánh và sau đó thực hiện cú đánh của mình và vô tình chúng ta không đánh trúng bóng. Khi chúng ta không đánh trúng bóng nhưng vừa xong, chúng ta đã vào tư thế đánh, chúng ta đã thực hiện cú đánh vô tình không trúng bóng, bóng không di chuyển. Nhưng khi chúng ta có ý định thực hiện một cú đánh thì sẽ được tính một gậy. Như vậy thì kể cả trong trường hợp vừa xong, bóng chưa rời xuống khỏi tee, chưa di chuyển, chúng ta sẽ vẫn tính là một gậy. Bây giờ thì bóng sẽ trở thành bóng trong cuộc chơi, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không được phép di rời của bóng này. Còn nếu như chúng ta vô tình đứng vào và chạm bóng là bóng rơi xuống khỏi tee thì đấy sẽ là một điều luật khác. Vậy thì khi các bạn chơi golf, chúng ta cần để ý một chút, nhất là khi chúng ta bắt đầu tại trên tee box. Tại vì nếu trường hợp này xảy ra tại hố gôn đầu tiên, rất nhiều khi chúng ta sẽ có những hiểu nhầm không đáng có giữa các bạn chơi trong nhóm và có thể sẽ không có được một ngày chơi gôn vui vẻ. Và nếu tất cả chúng ta đều biết điều này thì chắc chắn rằng ai cũng sẽ có những ngày chơi gôn rất vui. Tôi hy vọng các bạn hiểu kỹ hơn về điều luật vừa xong khi mà chúng ta đứng ở trên tee box ngay tại khu vực phát bóng tại mỗi hố để chúng ta không bao giờ vướng phải các tình huống khó xử trên sân với các bạn chơi khác.